Hello, chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai, kênh chia sẻ cùng nhau phát triển. Chúc các bạn yêu một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe. Các bạn thân mến, hôm nay ngày 4 tháng 2 nhằm ngày 23 tháng 12, còn 7 ngày nữa đến Tết rồi các bạn ơi. Năm Thu quay trở lại là cái bonsai Phú Tài. Hôm nay thì Phú Tài nhà ta thì cũng là chủng loại hóa cái vấn đề cây kiểng để chơi phục vụ Tết. Ngoài những cây bonsai có cây mai vàng rất là nhiều, mong rằng các bạn ủng hộ ha. Thì các bạn thì Nông Thu vẫn giữ quan điểm là làm clip chia sẻ không tham gia mua bán, bộ liên lạc giao dịch các bạn vui lòng gọi cho cô Phượng theo số điện thoại là 0807822119 ha. Dạ bây giờ thì chúng ta sẽ gặp lại cô Phượng Quang Thuộc. Dạ, chào Phượng. Dạ con chào chú Năm. Dạ con cũng xin kính chào cô chú anh chị gần xa. Dạ hôm nay là 23 tháng chạp thì số Phú Tài con cũng có một số cây mai vàng với hồng ngọc mai. Xin giới thiệu với cô chú với có mấy chậu tắc nữa chú Năm. Dạ con cũng xin giới thiệu với cô chú để giao lưu về để chơi Tết đó chú Năm. Dạ giá thì con báo trên clip những cái cây để chưng Tết này thì giá con báo tại vườn nha chú Năm. Dạ còn ship thì có gì cô chú liên hệ với con thì thương lượng lại sao chú Năm. Rồi, giá báo tại vườn. Đây là cái lô hàng là phục vụ Tết Tết thì Tết Tân Sửu. Dạ. Tân Sửu. Rồi ok. Con cũng xin nhắc lại địa chỉ của shop con chú Năm. Dạ shop Phú Tài là địa chỉ 8/7A Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình. Dạ mọi chi tiết thì cô chú liên hệ với con qua số điện thoại 0782211139 chú. Rồi, bây giờ cô Phượng cũng đã chia sẻ với các bạn về cái cách thức kinh doanh của nhà vườn trong những cái clip cứu cuối năm. Thôi giờ không mất thời gian cô bác anh chị, chúng ta bước vào bên trong mới được chào giá ha. Dạ, không mà, cô chú. Xin mời các bạn mà chúng ta cùng vào trong. Mai là chủ yếu là mai các bạn, rất là nhiều mai, mai du quốc ha, gặp nhau quốc cái là may mắn liền, có tới liền ha. Quốc may mắn rồi. Dạ cây số 1 là cây mai vàng chú Năm. Số 1 là cây mai vàng. Cây này cây giảo hộp hả? Dạ. Cây này là cây zin, nó không phải là mai ghép các bạn ha. Và cây này thuần chậu rồi phải không? Dạ. Dạ con xin báo thông số. Dạ thân ạ, còn gốc là 26. Dạ tán ngang là 127. Chiều cao 21. Dạ chiều cao từ mặt chậu là 2m1. Từ mặt chậu lên tới ngọn là 2m1 chú Năm. Hào hào là 2m1 chú. Từ biển chậu lên tới ngọn là 2m1. Các bạn lưu ý khi mà chốt cây mua cây để mà chơi Tết thì các bạn lưu ý chiều cao của cây ha. Chiều cao của cây bắt các bạn cộng thêm là 5 tấc là cái chậu để mình biết được cái sàn của nhà mình á, để mình bố trí cho nó hài hòa. Nụ rất là nhiều, nụ này hôm nay ngày 23 Tết rồi thì cái nụ này Năm Thu nghĩ là nó cũng khá ổn đó các bạn nè. Năm Thu cận cảnh một số nụ để cho các bạn xem để có sự lựa chọn ha. Trường hợp những cây mà nụ lớn thì các bạn nên để trong mát ha, để cho bóng râm để cây nó sẽ chững lại. Còn trường hợp những cây nụ nhỏ thì các bạn để về nắng để tăng cường tưới phun nước lên trên nhánh của nó thì nó kích thích nó nhanh hơn. Nhưng mà thông thường thì chúng ta kích cho nó ra thì nó dễ hơn chúng ta hãm ha. Những cái nụ mà nó ra chịu lớn là hãm rất là khó. Rồi cây được chào giá là bao nhiêu đây? Dạ cây mai số 1 con xin báo giá là 3,2 triệu. Đây là cây hoa số 1 giá tại vườn. Nếu các bạn muốn ship sủng gì đó thì các bạn liên hệ lại với cô Phượng ha, để biết được vấn đề là chi tiết. Bởi vì khi mà này mấy ngày sắp tới thì vấn đề chuyển cây đi xa thì khó khăn lắm. Tết nhất tương lai khó khăn lắm các bạn. Hai người chưng được mà, tưởng của mình tài bó chiếu luôn chứ hai người chưng được mà. Hai người. Số 2 là cây hồng ngọc mai.
để nơm. Dạ. Cái thân thì chắc bằng ngón tay cái con chứ năm. Dạ. Tán ngang là 40. Không ngọc mai. Dạ chiều cao là 39. Cây hồng ngọc mai. Đang cực kỳ ra bông. Hồng ngọc mai. Dạ cây hồng ngọc mai số 2. Con xin báo giá là 1,6 triệu giá tại vườn. 1,6 triệu giá tại vườn. Chủ yếu như ngày gần Tết mình bán cái khu vực thành phố Hồ Chí Minh nhiều đúng không? Dạ. Đi tỉnh xa thì vấn đề xếp xuống rất là khó khăn. Nhất là những cây mai đó đã có nụ tầm xuân nhú lên rồi thì nó dễ bị gãy các bạn. Thành ra phải vận chuyển đi rất là cực, rồi đi bằng xe riêng. Chuyển đi cái dạng xếp như ngày xưa là bó chiếu luôn. Wow, khỏe quá vậy ta. Còn em lên bảng quay luôn. Số 3 là cây mai. Mai vàng. Mai vàng, cây này mai zin. Dạ, thân là 23. Mai giảo không? Dạ, giảo hộp. Giảo hộp chú Năm. Này không. Dạ, tán ngang là 98. Chiều cao này hết thức dài 1,5 m chú Năm, từ miệng chậu tới đỉnh 1,5 m. Các bạn lưu ý giá báo tại vườn ha. Nhiều lúc các bạn quen với số bonsai Phú Tài thì ngày trưa lúc trước thì bao ship, nhưng mà đặc biệt cái clip hôm nay là bonsai chủ tài là không thể là bao ship được do những ngày giáp Tết, rồi có gì các bạn thương lượng lại ha. Dạ, cây mai số 3 con xin báo giá là 1,7 triệu chú. 1,7 triệu. Dạ. Nốt quá trời nốt chưa? Cây mai tăng tăng nốt lắm. Nốt quá trời nốt ha, cố gắng nốt giả vô không? Ồ, sao? Dạ, có 1,7 triệu mà không nuôi nữa chị. Lấy cây dân sách gắn nước giả chứ. Chú Năm suối bậy không ha? Nguy hiểm lắm. Chết luôn. Suối bậy không? Làm bonsai quý em ngay làm vàng, mới vui. Mục tiêu của bonsai Phú Tài là càng ngày càng phát triển, để mình đâu có làm những cái chuyện như thế đúng không? Ngày càng ngày phát triển, thất tính với khách hàng là kể như là tự đầu một vô mình thôi. Rồi, thế bạn em kế tiếp. Đây, cây quất. Cây số 4. Cây quất bonsai. Cây quất. Dùng con phượng gọi cây này cây gì? Cây tắc. Sao ở miền Tây tôi gọi cây hạnh mà. Cây tắc, cây hạnh đúng rồi, cây hạnh. Cây hạnh. Dạ, cây thân là 20. Hạnh tắc quất thì theo con là từ nào cũng thích nhất, cây nào tên là đẹp nhất. Quất. Quất là đẹp nhất không? Tán ngang là 76. Đầu năm gặp nhau quất là vui nhất. Dạ, chiều cao là 48. Cây quất. Giải rất là nhiều ha. Cây quất này là quất miền Tây. Quất miền Bắc thì trái nó màu vàng vàng khè. Quất miền Bắc thì trái nó vàng giống như chiếc quýt. Còn quất miền Tây thì nó hơi miền Tây nó chỉ xanh xanh, hơi vàng, vàng chanh. Rồi, ok, chào giá. Dạ, cây tắc số 4 con xin báo giá là 1,4 triệu. 1,4 triệu. Dạ. Rồi, tới luôn bắt tay. Cây số 5. Số 5 là mai giảo hộp. Dạ, thân là 20. Đây là toàn bộ là mai, này là mai 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 riêng, không có ghép. Dạ, cây
Dạ, tán ngang là 109. Chiều cao chắc hạo cũng mít, mít rưỡi hơn chứ không. Chuẩn luôn chú ạ. Chuẩn bông ha, chuẩn nụ. Dạ, nụ nhiều lắm chú. À, nếu mà khí hậu ấm áp cũng như Sài Gòn cũng như thế này là đều đều tới Tết là bảo đảm cho các bạn cây này rất là trúng Tết luôn, rất là ngày mùng 1 là nó tưng bừng luôn á. À, nhiều lúc cũng lạnh, tự nhiên lạnh ngang xương có hơi mệt ha. Thời tiết không ai biết. Thời tiết nó đã bung rồi thì nó không đến nỗi. Nhưng mà khi mà thời tiết mà nó lạnh đột ngột nó sẽ chậm lại. Nó không nhất, có nó, nó chậm là nó khựng là nó không như cái tiến độ. Nó bung cái vỏ chấu ra là thấy ok rồi. Nó chỉ tuột vỏ chấu ra rồi là nó ổn định rồi. Nếu nó còn ngậm vỏ chấu là hơi mệt mỏi luôn. Dạ. Vỏ chấu là ok. Ừ. Dạ, cây mai số 5. Dạ, con xin chào giá là 1.9 triệu. 1.9 triệu, ok, số 5. Xin đi vào phượng bỏ những cây số 6. Rồi, ok, tới luôn bắt tay. Rồi, rồi, đây là những cái cây này, cây phong thủy chúng ta có thể chơi ngày Tết, cây cần thăng. À, thăng tiến nha các bạn. À, thăng tiến. Giá là 1.2 triệu. Hôm nay thì cây kiển mình để trong nhà phải không? Khi nào thì con đem cho nó ra ngoài đường? Dạ, khoảng 26. 26 rồi con đem đầu đầu đường Phan Quy Ích đúng không? Phan Quy Ích mà cái đoạn trường chinh Phan Quy Ích đó các bạn. Đúng rồi, trường chinh quậy vô đầu à, nằm bên tay trái hay phải? Nằm bên tay phải. Ừ, các bạn thân mến là vài ngày nữa thì bonsai Phước Tài sẽ chuyển ra ngoài ngoài đường Phan Quy Ích. Tại từ từ nhà của Tài nó được ít từ khoảng chừng chắc phải chừng 50 mét hả? Từ nhà luôn. 200 mét đi. 200 mét hả? Dữ hả? Thì đây đường trăm rồi, từ đường ra ngoài đường chinh 100 nữa. Chưa chẳng. Không, ý chú nói là nhà con dưới mặt đường khoảng ít nhỏ như 50 mét hả? Thì đó khoảng đó. À. À, cái điểm bán là các bạn chú ý là đường Phan Quy Ích trường chinh các bạn à, các bạn vừa quẹo vô trường chinh của Phan Quy Ích khoảng chừng 200 mét thì nó nằm bên tay phải tới chú chừng 50 mét. Cứ mỗi lần quẹo vô là dòm giáo giác là thấy thằng Tài liền ở thấy Phượng chứ. Thằng Tài không ai biết con Phượng thôi. Rồi ok, các bạn khác nhớ bán phải đưa cái không đừng lấy khẩu trang che mặt nha, che mặt khách hàng quen ta không biết á, ta không ủng hộ. Cây số 7 là cây mai. Số 7 cũng là mai, dạo hộp hàng riêng. Dạ, thân là 26. Dạ, tán ngang 127. Có cái cây tầm dông á. 2.1 chú ơi, 2.1 hả? Dạ, bằng cây đầu. Ừ, nãy có cây tầm dông nó đo sẵn rồi, dạ, ướm. Dạ, nãy cây bằng cây đứng nhất chú, 2.1 chú. Có nhìn vô cái trần nhà con ngán. Dạ, từ miệng chậu lên tới đỉnh đầu. Nó nhìn vô trần nhà con ngán, nói chung là cái chuột. Hôm nay 23 Tết là tất cả những cây mai là mấy cái nụ tung nụ tầm xuân hết rồi, bung hết rồi. Dạ, cây mai số 7 con xin báo giá là 3 triệu. 3 triệu. Dạ. Đây là giá tại vườn. Dạ. Rồi, ok, tới luôn, bắt tay. Xuyên nổi không? Xuyên. Dạ, cây số 8
Cây quất số 8. Ừ. Dạ vâng, là 22. Dạ tán ngang là 88. Dạ chiều cao là 60. Cây quất số 8 con xin báo giá là 1.3 triệu. 1.3 triệu. 1.3 triệu nha các bạn, cây quất. Sao hôm nay ăn Tết lớn bà chủ? Dạ lớn lắm chú ơi. Dạ. Tết phải ăn lớn đấy chú. Tết phải ăn lớn, ăn lớn mình chán phải không? Làm cái năm trời quần quật rồi thì Tết ăn chơi xả láng. Ăn chơi chị lạc xả láng luôn. Rồi, em này được chào giá là 1.3 triệu. 1.3 triệu. Rồi, tới luôn mất thầy. Xin mời em kế tiếp. Kế tiếp, à, mai bonsai các bạn. Nó lấy cái này phải thay cái chậu thì nó đẹp hơn cái chậu hơi lớn hả? Dạ. Đúng không? Thay không kịp chú ơi. Thay không kịp hả? Dạ. Khi mà khách hàng chốt đi có yêu cầu mình thay chậu khác ha. Nhưng sợ ảnh hưởng á. À gì? Sợ không có, nó khi mà nó ra nụ rồi không có sợ gì hết. Dạ. Những ngày cuối năm mình đừng có sợ. Thì ok. Dạ, có lỡ gì lấy bông giả gắn vô. Dạ, cây mai bonsai số 9. Số 9. Con xin báo hoành gốc là 47. À, 47. Dạ thân là 19. Ờ, thân 19, tán rộng. Dạ tán rộng là 109. Dạ từ thành miệng chậu lên tới rọt là 47. Dưới cây mai này theo năm thu nghĩ là ý của năm thu thôi ha. Thì nếu mà các bạn ưng ý em này thì các bạn có thể nuôi cái bình thường đến ngày 30 Tết các bạn sang qua một cái chậu. Cái chậu hình vuông hoặc hình oval đó thì nó tôn vinh cái cây mai lên, tại vì khi đang thời kỳ nuôi vô cái chậu thì người ta nuôi vô cái chậu lớn cho cây mai nó phát triển đó. Thì các bạn lưu ý ha, khi mà sang chậu các bạn sang vào ngày 30 Tết á, đừng có sang sớm quá, nó động tới cái rễ cây, nó làm cái tiến độ nụ nó không nở theo đúng như cái chu kỳ mình mong muốn, cái lịch mình mong muốn ha. À, nụ nó cũng là yêu rồi, nó nụ tầm xuân nó cũng phúng phúng rồi. À, nhìn mơn mởn như gái 16 đúng không? Này cũng già lắm rồi. Già lắm rồi. Rồi, em này được chào giá bao nhiêu? Dạ, cây bonsai số 9, con xin báo giá là 3 triệu. 3 triệu. Dạ. Ừ, giống mai gì ta? Giáo học luôn đó. Giáo học luôn hả? Học và đào tạo từ nhỏ. Rồi, ok. Đào tạo từ nhỏ. Dinh luôn á, không có biết. Dinh luôn hả? Tại chỉ chơi mặt hàng giáo học không hả? Dạ. Thằng khác không chơi hả? Con giáo học dễ lắm. À. Ghét nó là chê chứ. Tự nhiên cho nó khỏe đúng không? Rồi, tiếp tục chia sẻ các bạn. Hồng Ngọc Mai. Sở hữu trong nhà cái hồng Ngọc Mai để bàn, cái hương thơm nó rất là dịu ngọt. Rồi, quay em nó dài dòng xem nào. Đế nơm, hồng ngọc mai thì thông thường nó có cái bộ đế rất ấn tượng. Nói chung là muốn để phòng nào để? Để phòng ăn cũng được vậy. Ừ, ăn thì gắn cũng được, đâu phải bắt buộc để phòng khách. Không, mấy chú ạ. Để phòng ngủ cũng được không tài ha. Ok. Ừ, thơm dịu ngọt nè. Dạ cây hồng ngọc mai số 10, con xin báo giá là
2,3 triệu. Dạ. Rồi, xin mời em khác. Chú cứ ngồi đi, sao hết. Tại sao sáng chừng. Thôi lặng lại chứ thôi. Cây số 11, cây mai vậy. Cây số 11, à, các bạn lưu ý là những cái dàn mai này toàn là những mai thuần chậu các bạn, không phải là bắn, không phải là mới bứng từ dưới luống lên. Dạ thân là 24. Dạ tán ngang là 116. Chưa cao. Dạ chiều cao là 1m4. Theo dự đoán của chú là cây mai này nó sẽ nở tới ngày mùng 10. Cây mai này nó có nhiều đợt bông, nhiều đợt nụ nè. Đó, nó nở liên tục luôn á. Rất là nhiều nụ. À, những cái nụ nó ngậm ngậm lại thì nó nở sau chút, những cái nụ mà nó bung ra thì nó sẽ nở. Đó, bắt đầu cây mai này. Bắt đầu những cái bông đầu tiên cái là nó nở vào ngày 27 rồi nó kéo dài bùng lên ngày 30. Sau tháng mùng 10, cái mai tháng mùng 10 mới hết nụ, hết bông các bạn. Dạ, cái mai số 11, con xin báo giá là 2 triệu. 2 triệu, các bạn mang mai số 11. Rồi, tới luôn bắt tay. Cái số 12 là cây quất các bạn ha. À, đây là những cây quất được tạo dáng bông sa. Dạ thân là 19. Dạ tán ngang là 74. Dạ chiều cao là 56. Một triệu ba. Dạ. À, bóng xa. Các bạn lưu ý hàng này báo giá tại vườn. À, khi mà các bạn cần chuyển hàng đi trong thành phố Hồ Chí Minh hay các tỉnh lân cận thì các bạn liên hệ lại với cục Phượng theo số điện thoại là 0782211139 các bạn ha. Hôm nay ngày 23 Tết rồi. Dạ. À, ok, tiếp tục là xin mời em khác. Cái tranh thủ báo giá để cho Phượng còn đưa ông Táo về trời nữa không? Đưa đi sớm. Dạ, đưa đi sớm. Trời ơi, đưa sớm dữ trời. Đưa đi sớm cho mát chú ơi. Trời. Đưa sớm cho ông báo cáo mình tốt. Dạ, cây số 13. Cây số 13. Dạ, thân là 23. Dạ, tán ngang là 114. Chiều cao 2m1. Cây này nụ rất là nhiều, nụ trúng nè cây này. À. Cái số mấy Phượng? Cây số 13 chú. Cây số 13. Dạ cây mai số 13, con xin báo giá là 2 triệu. 2 triệu. À, quên hỏi trường hợp có khách người ta không thích mua, người ta thuê thì sao? Nó sẽ thương lượng lại. À, trực tiếp con thấy dễ. À, các bạn thân mến thì hiện nay thì một số nhà vườn thì họ đồng loạt là một là họ bán đứt đoạn, hai họ có thể cho thuê nếu bạn vẫn thích cây đó. Thì đương nhiên thì giá tiền bạn cho thuê thì nó sẽ rẻ hơn. Thuê thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp lại với Phượng ha, dạ, để cho Phượng sẽ cho một cái giá cho thuê. À. Nếu mà thuê hoặc là mua hoặc chưa buôn bán, muốn mua luôn cũng được, muốn thuê cũng được. Dạ, có gì cứ lo trực tiếp. À. Tinh thần nhà vườn muốn bán luôn. À, tại vì không phải, tại vì bây giờ một số nơi người khi mà người ta thích chơi nhưng mà người ta chăm á, người ta chăm cây người ta ngại á. Dạ. À, người ta cứ thuê chơi nó vừa rẻ mà nó vừa tiện lợi, và phải đi gửi cây. À. Rồi, tới luôn có tài. À, cái tiếp là em Hồng Ngọc Mai. Dạ,
Dạ tán ngang 36. Dạ chiều cao 36 một chút. Rất là đẹp, bông rất là nhiều ha. Này các bạn muốn cho nó đậu trái nhiều, các bạn phun 901 lên, đang thời kỳ như vậy, phun 901 để dễ đậu trái, chứ hồng phong mai thông thường ít đậu trái lắm. Một 10 cái bông mà nhiều lúc nó không đậu trái nào nữa. Mình có một số chế phẩm mình phun vô mình kích thích cho nó có trái. Dạ cái hồng phong mai số 14, con chỉ báo giá là 2.3 triệu. 2.3 triệu. Rồi tới luôn bác thầy. Hôm nay là có hai lực sĩ khiên mấy chậu mai ha. Hai chàng lực sĩ này mới dần nổi mấy nặng mai này đây. Là cây mai vàng. Mai vàng. Dạ thân là 22. Dạ tán ngang là 120. Cao 1m45. Dạ, sao biết 1m45? Đức Giang nó còn dư khoảng nửa vậy. À vậy. Đậu rất nhiều ha, đậu này nó nụ xanh. Ngày 23 là nhú nụ xanh như thế này là tạm ổn ha. Phần còn lại chúng ta sẽ chăm sóc thêm. À, các bạn nếu như mà những cây mai như thế này các bạn đừng có phun thuốc gì vô các bạn ha. Bạn nào mà phun thuốc kích thích nó sinh ở sớm á, à, trước mắt các bạn chỉ phun nước thôi. Nước giữ ẩm, à, nước giữ ẩm cho cây thôi, không được tưới gốc nhiều nó úng gốc. Cây nó có lá thì à, tây nó không có lá thì nó không cần nước nhiều đâu. Nhiều bạn cưng quá cho nhổ nước hoài, nhổ ngọt chết ngọt luôn á. Đậu phụ. Cây mai số 15, có giá là 1.9 triệu. 1.9 triệu. À, cũng là mai dạo hộp riêng ha. Hộp dòng. À. Rồi, ok, xin mời em kế tiếp. Nó tạm đi đưa cây kia lên để chuyển cái này đi. Cuối cùng rồi chú ơi. Vậy. Dạ cây số 16 là cây quất. Cái số còn thêm đi. Thêm hai cây nữa đi. Dạ quất. Dạ gốc là 21. Ừ. Dạ gốc lớn là 13. À có cây tử hả? Dạ cây tử là 10. Dạ tán ngang là 73. Rồi tiếp thêm vô. Dạ chiều cao là 52. Cây quất số 16 được chào giá là 1.3 triệu. Dạ. Rồi, ok. Rồi, tiếp tục. Còn cái kia đó mà, thấy không? Dạ, dạ rồi. Dạ, cây số 17 là cây lê kima. À, cây số 17 là cây lê kima nè các bạn. Đang có trái. Thì cứ đo đi, xong rồi dạch trái cho có quả không thì xem trái. Dạ tán ngang là 70. Ừ. Chiều cao 1.5 mét chứ. Lê Kima. Lê Kima được nhân giống từ hộp. Giờ cho xem trái nào. Đây. Đây các bạn, để từ từ chúng mình vô. Cái cây Lê Kima này các bạn chơi trái rất là yêu, bởi vì cái trái của nó các bạn nó rất là bền. Khi mà nó già trái rồi nó chuyển sang màu vàng, nó chơi rất là lâu các bạn.
vàng, màu vàng khi nào nó chín là nó tự động nó buông nó rụng thôi. Còn có những loại cây khác thì nó mau chín, còn những loại cây đặc biệt là kia mà nó rất là lâu, thành ra mình chưa kiểm là số 1 luôn, rất lâu luôn. Đó. Rồi cứ xây xây dịch cái lấy kim ma vừa qua lên dịch. Phượng ca bài hát Phượng ơi. Phượng. Dạ cây lê kim ma này dắt vô mốt. Vô mốt. Dạ. Phượng. Dạ. Đáng lý là đưa lê kim ma lên có mấy ca bài hát vừa qua lê kim ma cho khán giả phục vụ và công cô hát. Hát con ra là chú Năm chạy luôn. Con đâu có dám hát. Hát bài tặng các bạn vừa qua lê kim ma. Trái rất là yêu giống như trái đào. Rồi tiếp tục chia sẻ các bạn là cây lê kiêu ma số 2. Cái đó là cây 17 chứ. Cây lê kiêu ma là mang mã số 18. Cái cuối cùng là cũng là cây cuối cùng có trong chương trình báo giá vào ngày 4 tháng 2 nhằm ngày 23 23 tới các bạn ha. Dạ tăng là 10. Dạ tán ngang là 96. Chiều cao 1,5 m hảo 1,5 m. Rồi cho xem trái nào. Còn cho chú phải đến quá. Đây các bạn. Trái này trái lớn. À, trái tròn nè, giống này mới nhịn này sao giống như cái loại ô trái gì trái gì bên cái thị cái thị. Không cái nhỏ. Nó có cái loại cây là có loại trái nó không thon dài dài nè, hoàn lớn trái nhỏ. À, hình như nó rất là dễ là trái, hình như nó có bông là có trái ha. Đây là một trái nhỏ nhiều thì đây, bên đây đúng không? Dạ. Bên đây trái vừa nè. Trái vừa nè. Chú cũng mới mua cây về chú trồng nhà. Dạ. Đây trái quá trời. Cây nhà chú chưa có trái. Chưa có trái nhỏ đâu mà chú. Chưa, cây nhà mới cao khoảng hơn tầm mét thôi mới mua cây con. Cây nhỏ. Nhỏ. Năm sau mới có cây. Rồi các bạn thân mến, cây lê kim ma mang mã số 18 được chào giá là dạ 1,1 triệu. Chào giá là 1,1 triệu. Dạ. cũng kết thúc chương trình báo giá vào ngày 4 tháng 2 nhằm ngày 23 Tết. Rồi Nam Khu cũng rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem hết clip này. Nếu các bạn thấy clip phù hợp thì nhấp like, nhấn chuông, bạn nào chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh để nhận được từ Nông Thôn những video mới nhất ha. Dạ Phượng ơi, con cũng phải nói lời chia tay với cô bác chị anh chị mình thôi ha. Dạ thì cuối clip con cũng xin chúc sức khỏe chú và cô chú anh chị. Dạ con cũng chúc cô chú có một mùa xuân vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình ạ. Và những cô chú nào mà nhấn chút thời gian đến ghế giường con có thì ủng hộ cho dùm cho tụi con. Ủng hộ dùm con. Cảm ơn dạ. Rồi, bye bye. Hẹn gặp lại các bạn trong những lần phát sóng kế tiếp các bạn ha.